Chị con mời chị. Nhưng rồi là giờ anh trai pi không? Còn tồn con. Thank you.
mấy thằng câu cá. Này, thấy rồi. Ở chan đi đại diện. À đây là chan, là thật này. Hử? Rồi. Cái lớp khác à? Ừ. Nè. Cả đám cột mà. Thế? Thọt lăng sơn ót à? Nhưng cái thọt ấy vào. Đang hóng hồng thì thọt và thịt bấy nhá. Thế rồi, thọt tất ớt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.